số 1 nghe đó Tùng. Và kế bên thì cũng có một cái nhà hàng, đó là Sun Garden Seafood Restaurant. Nhìn lại như những hình ảnh này, hình ảnh của nhà thờ. Và bây giờ nhà thờ tắt đèn rồi. Và xin cầu nguyện cho tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn khỏe mạnh và an bình. Bùi Chu và Võ Tánh năm xưa đó, ở phía sau cái chung cư này. Đó, em sẽ để cái địa chỉ trên màn hình để cô chú anh chị có thể tiện note lại hơn ha. Đó, nhà thờ, ối cái nhà hàng ở phía sau cái chung cư này. Đó. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Để tiếp nối hành trình tản bộ ở khu vực quận 1 ngày hôm nay, ở cung đường Cống Quỳnh, Hồng Thập Tự, thì hôm nay mời cô chú anh chị và bạn chúng ta cùng lang thang trên cung đường mới ha. Đó là một đoạn Hồng Thập Tự, thẳng trước mặt chúng ta đó là bên tay bên cánh trái đó là bệnh viện Từ Dũ nè. Đây có rất là nhiều cái building của Từ Dũ, và kế bên nó có cái trường trường tiếng Anh Việt Úc. Và chúng ta sẽ hành trình hôm nay chúng ta sẽ đi một vòng cung đường Hồng Thập Tự, rồi đi ngang đường, đi qua đường Bùi Chu và thẳng qua bên kia Đỗ Quang Đẩu. Sài Gòn bây giờ là 8 giờ hơn, và thẳng theo đường Hồng Thập Tự này chúng ta sẽ đi về vườn Tao Đàn. Và ngay vị trí này chúng ta có con đường đó là đường Lương Hữu Khánh. Và ở đây có cái quán, ở cái shop bánh mì Toulouse, bánh Hàn Quốc. Hệ thống Toulouse ở Sài Gòn rất là nhiều. Ở Toulouse là của Pháp chứ hả? Không biết Pháp hay Hàn Quốc ta, tự nhiên cái quên. Thôi, bắt đầu chúng ta sẽ đi cung đường Hồng Thập Tự ha, để biết đâu trong những hình ảnh này cô chú anh chị cũng có những cái ký ức về ngày xưa, và thông qua đây chúng ta cùng cập nhật số hình ảnh ở cung đường Hồng Thập Tự ngày hôm nay. Đây chúng ta thấy có quán Ngưu Phồn, nhà hàng nướng. Và ở đây có con hẻm ngày xưa chắc có lẽ là đường rầy xe lửa đó, đi thông đến công viên 23 tháng 9 luôn. Đó là con hẻm 175 của Trần Minh Khai. Và đối diện con hẻm bên kia đó là cái đường Nguyễn Đường Hiền. Chúng ta nhìn bên kia đó là đường Nguyễn Đường Hiền nè. Thẳng bên kia đến chợ Vườn Chuối, và con đường Nguyễn Đường Hiền rất là đông, luôn tấp nập về đêm, luôn tấp nập ban ngày lẫn ban đêm luôn. Và thẳng con đường đó là con hẻm 175 Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Trong đây thì có cái hãng bảo hành máy vi tính, trung tâm bảo hành máy vi tính, đó là hãng Asus, Asus Việt Nam. Và cái hẻm này buổi tối có rất là nhiều quán nhậu ha. Hẻm 173 chứ. Cái hẻm Asus đó thì 175 trong hẻm đó luôn đó, đầu hẻm 173 đó. Rồi chúng ta tiếp tục. Đối với con đường Hồng Thập Tự ngày nay là con đường Nguyễn Thị Minh Khai, thì con đường ngày nay không có, tuy là không có nhiều quán ăn hay là khách sạn, nhưng mà con đường này rất là đắt giá, từ vì này thuộc con đường lớn và con đường trung tâm của Sài Gòn.
là thẳng đường này mình sẽ đi đến đại trường hình, chợ Thị Nghè, rồi cầu Thị Nghè, kênh Nhiêu Lộc. Và đài truyền hình ở số 10, số 9, số 7. Nên chúng ta thấy có kênh 7, kênh 9 đó ha. Mở TV lên bật kênh 7, kênh 9, ngày nay có kênh 2 nữa. HTV7. Bên này có cái cửa hàng bán nội thất rất là lớn mà. Chuyên cung cấp cho những cái resort, khách sạn, đó là Chilai. Nên cái shop này chỉ bán dự án rất là nhiều, còn hộ gia đình thì ít ít ra đó mua lắm. Bọn ta đến đây là giao lộ Bùi Chu ngày xưa và Hồng Thập Tự, ngày nay là Nguyễn Thị Minh Khai và Tôn Thất Tùng. Và bên tay trái chúng ta đó là con hẻm cây đa, chợ cây đa. Mình nhìn cung đường này về đêm nè, trong hẻm này hơi tối. Trong hẻm này buổi tối cũng có bán rất là nhiều quán ăn hủ tiếu, trong đó có miếu Ngũ Hành. Và ở đó có quán bánh mì chem bông rất là đông. Đó là con hẻm kế bên cái nhà xanh xanh đó. Và trong đó có cái nhà có cái cây đa rất là lớn. Và hôm kia thì do trận mưa, cây đa nằm phía sau cây cột đèn này nè, do trận mưa nên cây đa nó bị gãy. Và người ta cũng đã chặt bớt một phần nhánh của nó rồi. Và bên đây là cung đường Tôn Thất Tùng, và cũng là đường Bùi Chu ngày xưa đó. Rồi chúng ta cùng rảo bước cung đường này ha. Đối với cung đường này ngày xưa rất là nhiều cái cửa hàng uy tín, ngày nay chúng ta thấy cũng còn nè, như TK Computer, Năng động Computer nữa nè. Nó vẽ bên kia còn nhiều lắm, tuy không không bằng ngày xưa, nhưng ở đây thì cũng còn vài vài công ty. Và cái bên chúng ta thấy có cái shop rất là lớn. Nó là Thế Giới Di Động nè. Và mình đi một đoạn nữa sẽ đến cái quán cơm rất là nổi tiếng, đó là cơm Minh Đức. Cơm Minh Đức thì nằm ở số 100 Tôn Thất Tùng, và bên đường là số nằm hai bên đối diện nhau luôn, số 35, như 35 thì phải. Đó, mình nhìn thấy bên kia là bán những cái đồ làm sẵn, ví dụ như cá cá cơm, rồi cá kho, chem bông, hay là tôm khô, hay là cơm cháy chà bông. Mình thấy cơm cháy chà bông là rất là nhiều người đặt mua nha, đem ra nước ngoài. Và đối diện đó là 35, quán cơm, bán cơm phần, cơm đĩa rất là lớn luôn, có trên lầu nữa. Rồi chúng ta tiếp tục một đoạn nữa là mình sẽ đến cái nhà thờ Quận Sĩ. Nhất Sĩ Nhì Phương,
Bên đây ta đang ở vị trí nhất, Phương là tổng đốc Phương đó. Tam Sườn Tứ Quả đó, mình thấy ở đây có cà phê cộng nữa nè. Và xen kẽ đó là những cái quán, những cái công ty uy tín. Đây bên kia đó công ty Cơm Rồ, CB. Và kế bên là cung đường Sương Nguyệt Anh ngày xưa, và bây giờ cũng là Sương Nguyệt Ánh luôn. Đối với cung đường này có một cái nhà hàng rất là lớn, mới mở cách đây khoảng khoảng năm thôi. Thì hôm nào để có dịp vô đó ăn rồi chia sẻ cùng bà con ha. Chỗ đó thì Nị có đi rồi, em thì chưa đi. Nị nói trong đó cũng rất là ngon. Đây là cái nhà hàng này thì nằm ở trung tâm quận nhất thôi. Nếu anh chị bạn ở khách sạn ở Sài Gòn thì đến đây rất là tiện. Đây chúng ta thấy có quán lẩu cua khôi nè. Lẩu cua khôi này rất là nổi tiếng nha. Lẩu cua khôi ở số 15 Tôn Thất Tùng. Ngày xưa thì quán lẩu cua khôi nằm kế bên cái rạp Nguyễn Văn Hảo đó, rạp công nhân ngày nay đó. Và ngày nay thì khu đó đã lấy mặt bằng lại và lẩu cua dời ở đây ha. Giá cũng tương đối là đại gia đó, rồi về đó bán rất là nhiều loại cua, cua bể rồi đó. Mình thấy bên đường hồi xưa đồ uy tín rất là nhiều nhưng mà bây giờ không còn nhiều nữa. Và cái những cái mặt bằng ở khu vực này rất là đắt giá. Ngày nay khu này là khu ăn chơi. Nói ăn chơi thôi chứ cũng không phải là ăn chơi bậy bạ, mà chỉ là những cái khu có nhiều nhà hàng, những quán ăn, những khách sạn, quán cà phê. Bạn ta nhìn bên kia đó là quán cà phê La Mốt. Mà bữa giờ mình đi ngang quán này cũng nhiều lần nè. Bữa đi mùa đi xuân cũng đi ngang quán này. Tới đây là mình cùng nhìn lại cái cung đường Bùi Thị Xuân ha. Một bên là Bùi Thị Xuân và một bên là Lê Thị Riêng, Ngô Tuồng Châu ngày xưa đó. Mình đợi đèn xanh mình qua đường nha. Trong khi chờ đợi thì chúng ta cùng ngắm nghía lại cung đường Bùi Thị Xuân. Và kể bên đây là trường Nguyễn Bá Tồng ngày xưa đó, cũng là trường Bùi Thị Xuân ngày nay. Bây giờ mình đi chút xíu nữa là đến cái nhà hàng lớn thiệt lớn mà, để bà con có một số thông tin để mình về Sài Gòn, và đâu đó cũng có những cái hàng quán rất là thích hợp. Hy vọng là những cái hình ảnh em chia sẻ, những cái nhà hàng em chia sẻ thì nó phù hợp với khẩu vị của chú anh chị. Nhà hàng thiết kế rất là đẹp nè. Có thấy ở trên đây cũng là khách sạn luôn đó. Lấy xe hơi không nè. Đó.
đó là Adora, Adora, Adora Dynasty, số 1 Nga Tô Hữu Tùng. Và kế bên thì cũng có một cái nhà hàng, đó là Sun Garden Seafood Restaurant. Nhìn cao cấp chưa? Phải nói là lớn nhất ở khu vực Tô Hữu Tùng, Bùi Chu này luôn. Nơi đó thì cũng có tổ chức tiệc cưới luôn. Và mình nhìn bên kia đường ha, bên kia thì có những nhà mới xây, đang xây, và khu này có rất là nhiều nhà cho thuê. Đâu 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 thanh trừ thanh trừ. Và chúng ta tiếp tục ở đây có quán cơm Thuận Kiều, quán cơm Thuận Kiều, quán cơm thuần Việt. Nếu anh chị bạn nhớ những món ăn Việt Nam thì mình đi con đường này ghé quán Thuận Kiều ha. Dạ không? Và chúng ta nhìn ở đây là nhà thờ Nguyễn Sĩ. Nhìn lại những hình ảnh này, hình ảnh của nhà thờ. Và bây giờ nhà thờ tắt đèn rồi. Và xin cầu nguyện cho tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn khỏe mạnh và an bình. Và ở đây có cái nhà hàng mới mở, đó là Food BBQ, nhà hàng Đài Loan ha. Chắc lẽ chữ này là chữ Đài Loan. Và khu vực này có một cái nhà hàng, đó là Diện Ký, ngay giao lộ Tôn Đức Tùng này và Nguyễn Trãi, cũng là Bùi Chu và Võ Tánh năm xưa đó, ở phía sau cái chung cư này. Đó em sẽ để cái địa chỉ trên màn hình để cô chú anh chị có thể tiện nốt lại hơn ha. Đó, nhà thờ, ối cái nhà hàng ở phía sau cái chung cư này. Như là số 137 Nguyễn Trãi thì phải. Và chúng ta thấy đây là cái đường Nguyễn Trãi, đi thẳng đây chúng ta đến đường, đến chợ Hòa Bình đó. Ủa, chợ Thái Bình, chợ cứ lộn hoài, lộn chợ Hòa Bình, chợ Thái Bình liên tục, bà con thông cảm nha. Chúng ta qua đường nha. Và sẵn đây chia sẻ với anh chị bạn luôn, nếu mà chúng ta đi dạo như thế này và ở ngoài đường như thế này, cũng có rất là nhiều người hỏi, đưa cái gạt visit ra, rồi họ đưa những hình ảnh của những cô gái mát mẻ ra, và họ ý họ chào mời chúng ta có đi tình một đêm không đó, đi ăn bánh không đó, ăn bánh trả tiền không đó, đi vui vẻ không đó. Tại vì trong quá trình em đi như thế này em cũng gặp rất là nhiều, mới lúc nãy em cũng có gặp rồi đó, và họ tưởng em là người nước ngoài nên họ chào mời vài câu tiếng Anh,
nếu mà họ chào mời nhau em cũng trả lời sơ sơ tiếng Anh để bà con, ủa để họ khỏi khỏi hỏi nữa ha. Tuy là tiếng Anh của em nó hơi hạn hẹp. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi qua bên kia là đường Đỗ Quang Đậu và đến khu náo nhiệt nhất của trung tâm quận nhất này, đó là phố Tây. Mình sẽ đi đến Bùi Viện thôi ha. Mình chứ không mình đi vô không đi vô phố Tây nữa, tại vì phố Tây nó ồn ào, nó phức tạp lắm. Đi thẳng con đường này để bà con cùng thấy thôi. Đó, cái đoạn này ngày xưa thì không có nè, ngày xưa là công viên thôi, nhưng mà ngày nay thì mở rộng con đường Bùi Chu ra thẳng qua bên công viên luôn và nối dài đến đường Đỗ Quang Đậu luôn. Với cái đoạn này thì nó hơi tối. Đối với ngày xưa thì công viên 23 tháng 9 đi đi bộ về đêm là cái gì đó rất là bất an, và ngày nay thì không còn nữa ha. Bà con thông cảm vì cái video này có thể là nó sẽ hơi dài, tại vì chúng ta đi trọn vẹn cái cung đường này để bà con mình cùng ngắm lại. Và hôm bữa ông có đi ngang những cái khách sạn ở cái ở con đường Phạm Ngũ Lão này. Wow, đèn đỏ nữa à. Và đây ngày xưa là như là khách sạn quê hương thì phải, quê hương hay là Thái Bình thì đối diện Phổ Quỳnh. Chúng ta đợi chút xíu nha. Và thẳng con đường này chúng ta cũng đến chợ chợ Thái Bình nữa nè, vài trăm mét thôi. Chợ Thái Bình cách đây vài trăm mét thôi. Rất là nhiều xe máy luôn. Và ở dưới là hãng bán thuốc Pharma City. Đó, ở trên là khách sạn Thái Bình. Đó, ngay góc đường Đỗ Văn Đậu và Phạm Ngũ Lão. Cái đoạn này không ăn cơm. Đây là chung cư. Và con đường náo nhiệt Đỗ Quang Đậu về đêm nè. Không biết ngày xưa thì có náo nhiệt cái này không, nhưng mà ngày hôm nay thì rất là đông. Thank you.
lâm nha em, đừng cho nghỉ nha. Lấy đâu đây nè. Có rất là nhiều spa, nó là spa chứ mà chung. Khu này cũng có mấy sky bar là ở trên cao. Nhiệt luôn. Cũng như cái tủ xả xe ôm đó. Rồi, số hình ảnh ở đường Bùi Chu đi đến phố Tây Bùi Viện gửi các anh chị và các bạn. Chúng ta cùng ngắm lại và trên đường Bùi Chu ngày xưa cũng là đường Tố Tùng ngày nay thì cũng có mấy cái nhà hàng lớn lớn. Và đến đây video xin tạm dừng. Cảm ơn cô chú anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta đến khu này là rất là ồn rồi. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn.